Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunix TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 5 tháng 3 năm 2022. Mến chúc quý vị và các bạn cùng gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này, giá cà phê trên thế giới ở hai sàn phái sinh phục hồi và tăng trở lại. Trên sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2022 tăng 25 USD trên tấn với mức tăng là 1,24%, lên giao dịch ở mức là 2.038 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, tương đương với mức giá là 46.200 đồng một kg. Còn ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2022, giá cà phê tăng 22 USD trên tấn với mức tăng là 1,1%, lên mức giao dịch là 2.013 USD trên tấn. Quy đổi theo tỷ giá đồng USD thì tương đương với mức giá là 45.600 đồng một kg. Các mức tăng khá, khối lượng giao dịch cà phê Robusta duy trì ở mức trung bình, cùng xu hướng tăng đối với giá cà phê Arabica trên sàn New York. Ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2022, giá cà phê phục hồi tăng 1,35 sen với mức tăng là 0,61%, giao dịch ở mức là 224,25 sen trên bao. Ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2022, giá cà phê cũng tăng 1,35 sen với mức tăng là 0,61% và lên giao dịch ở mức là 223 sen trên bao. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê hôm thứ Sáu đóng cửa tăng cao hơn do lo ngại ở Brazil về tình trạng thiếu nguồn cung phân bón. Nga và Belarus là hai trong số những nhà xuất khẩu kali và các chất dinh dưỡng khác cho đất lớn nhất thế giới, có lo ngại rằng các lệnh trừng phạt đối với cả hai nước có thể dẫn đến tình trạng thiếu chất dinh dưỡng trong đất cho nông dân Brazil. Brazil nhập khẩu 80% lượng phân bón mà nước này sử dụng. Giá cà phê đã chịu áp lực trong tuần này, với cà phê Arabica trượt xuống mức thấp nhất trong 2 tháng vào thứ Sáu và Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng vào thứ Năm. Giá cà phê giảm do lo ngại giá năng lượng tăng vọt khi Nga xâm lược Ukraine sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu bị chật bánh. Và khi nền kinh tế đi xuống thì kìm hãm chi tiêu của người tiêu dùng và giảm tiêu thụ cà phê bởi người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng và hạn chế lui tới các nhà hàng và quán cà phê. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận giá cà phê điều chỉnh tăng 500 đến 600 đồng trên 1 kg, theo đà tăng của giá cà phê trên sàn London, với mức giá được thu mua từ 39.100 tới 40.300 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua quanh mức 39.200 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Di Linh, mức giá là 39.100 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, ghi nhận ở mức 40.100 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 39.900 đồng và 40.000 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai có mức giá là 40.000 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chiêu Rông, giá cà phê là 39.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa thu mua ở mức 40.000 đồng 1 kg và ở khu vực huyện Đắk Lấp, mức giá là 39.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay ghi nhận ở mức là 39.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay thu mua quanh mức là 40.100 đồng 1 kg và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 40.300 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận ở mức là 40.400 đồng 1 kg. Cũng theo ghi nhận thì sáng nay giá công ty thu mua quanh mức là 40.000 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay, ngày 5 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.